chào chị ạ. Em có thể mời chị giới thiệu về bản thân mình cũng như là doanh nghiệp của mình được không ạ? Xin chào các bạn, mình tên là Lam Quách. Hiện mình đang là giám đốc công ty tư vấn và vận dụng thế xem mức. Trước khi đến được khóa học thì doanh nghiệp của chị đã và đang gặp phải vấn đề gì không ạ? Chị có thể chia sẻ 3 đến 5 vấn đề lớn nhất mà doanh nghiệp mình đang gặp phải được chứ ạ? Trước khi đến được khóa học thì doanh nghiệp gặp những cái vấn đề về nhân sự này, ra vào cái khâu đi tuyển dụng nhân sự, và vì thế nhân sự gặp rất nhiều khó khăn. Và thứ hai là cái quá trình là sao để mà có thể là giao quyền giao việc cho nhân sự cách tốt nhất ấy, để nhân sự có thể chủ động trong công việc và trách nhiệm trong công việc. Dạ vâng. Và vậy thì sau khi tham gia khóa học được 3 ngày rồi thì chị có tâm đắc nhất bài học nào không ạ? Chị có thể chia sẻ một vài bài học tâm đắc nhất của mình được không ạ? Mình rất là tâm đắc về tâm đắc rủi ro khi mà giao việc. Và thứ hai là cái tháp Maslow, bởi vì khi mà mình thấu hiểu nhân sự từng cấp bậc một để mình có thể hiểu nhân sự của mình cần gì và cải tiến cái quy trình đó, liên tục áp dụng cái PDCA, cái quy trình PDCA mà thầy chia sẻ, thì mình có thể là tạo ra được những cái cơ chế chính sách nó phù hợp với nhân sự của mình ở từng khó khăn khác nhau, cũng là cái chế độ trong Vậy thì nếu có thể nhắn nhủ thì chị muốn nhắn nhủ điều gì với các chủ doanh nghiệp mà vẫn đang loay hoay trong quá trình làm doanh nghiệp của mình không ạ? Mình thực sự thấy rằng đây là một khóa học vô cùng nhiều giá trị. Mình cũng đã từng học những khóa về lãnh đạo trong nước cũng như ngoài nước, thì mình thấy ở khóa giải phóng lãnh đạo này hội tụ rất nhiều kiến thức tinh hoa, và với thời lượng 3 ngày thầy truyền tải rất nhiều kinh nghiệm quý báu, bởi vì thầy đã nghiên cứu 15 năm ở những doanh nghiệp và đóng gói đúc rút. Mình thấy thực sự đây là súp rất là dễ học và mình có thể áp dụng ngay cho cá nhân mình cũng như là nhân sự của mình, như là bản kế hoạch 5 năm hay rất nhiều công cụ trong này thầy cung cấp, thì rất là quý giá. Cảm ơn thầy và Vinny sẽ rất nhiều. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Chúc doanh nghiệp của chị ngày càng thành công và phát triển nhé. Cảm ơn chị ạ.